xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào các khách. Hôm nay sẽ làm một cái video sử dụng máy cối đùn 32 loại 2 dây Cura, motor là 3 kg, và hiện tại đang chuẩn bị sẵn ở đây là những cái đầu cá, xương cá anh em nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy sao cho nó phù hợp để khi anh em xay được cái này nhé, cái đầu cá này. Thì đối với những con cá mà nó to hơn cái này thì anh em sẽ phải chém đôi ra, còn những con cá nó nhỏ như thế này thì cứ thế thả vào làm sao cho nó vừa cái họng. Và điều lưu ý ở đây là khi anh em muốn xay với cái đầu cá này thì chúng ta sẽ phải phá cá trước, thì chúng ta sẽ phá bằng cái này. Đây, chúng ta sẽ sử dụng những cái mặt sàng lỗ to, ở đây là 25 ly hiện tại cho cái cối 32. Còn cối 22 hay là cối 12 hay là cối to hơn thì nó sẽ là các cái cỡ khác, làm sao cho nó là to nhất để nó phá được con cá ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái mặt sàng mặc định theo máy là 8 ly anh em nhé. Cái mặc định trong máy lúc nào cũng là 8 ly anh em lưu ý. Còn tất cả các cái mặt sàng khác ngoài cái ở trong máy ra là chúng ta sẽ phải mua, và bên mình sẽ tính tiền. Anh em lưu ý là mình sẽ tính tiền. Hoặc anh em nào mà đã có cối rồi muốn làm những cái mặt sàng khác thì có thể là đặt, nên mình sẽ gia công theo yêu cầu, và bên mình sẽ có yêu cầu đo đạc đầy đủ các thứ thì mình mới làm. Còn anh em là xác định là không muốn làm thì không cần phải đo. Đấy, chúng ta vặn vào này, mặt sàng lỗ to để phá con cá ra trước, vì những cái vảy cá, cái mang cá như thế này này, khi cho vào nó to quá, nó không chui qua được lỗ thì nó sẽ bị đọng máy lại và nó sẽ bị nghẽn. Thì bây giờ mọi người sẽ xem cái video vận hành thực tế nhá. Phá nó ra trước này, chăn nuôi anh em chăn nuôi chú ý nhá. Như con này đang to hơn so với cái mặt sàng. Như con này nó đang hơi to để bỏ qua này, to để bị chặt ra nhé anh em nhé. Cái họng này nó không đủ so với cái con cá đấy, cho nên nó sẽ ở lại. Rồi, tạm thời đấy đã, để anh em xem tham khảo. Thì đây là cái thành phẩm sau khi xay xong này, nó gọi là phá con cá ra, thì nên là không có cái vảy, cái mang, cái gì nó ở trong này, cái xương to gì nó sẽ ở trong ý. Và chúng ta sẽ xay, chúng ta sẽ xay làm 2 lần nếu mà muốn nhỏ hơn. Đây là cá chăn nuôi khá là to nhá. Đấy, nó vẫn còn đang rất là to vì cái mặt sàng đang sử dụng nó là sàng to rồi. Đấy, mình sẽ làm nốt, làm hết luôn đi, clip này mình sẽ làm hết. Cái con này nó hơi to này, tí nữa mình sẽ cố gắng nhét vào hoặc là cầm dao chém đôi cho mình.
là mình sẽ phá hết luôn đồng cá này ra. Đấy, sau khi xay xong, nếu trường hợp anh em thấy nó vẫn còn to thì đương nhiên rồi, đây là xay phá thôi mà. Nếu trường hợp xay vẫn còn thấy to thì chúng ta quay về tiếp với cái mặt sàn 8 ly này. Thế chúng ta sẽ phải tháo nó ra này. Tháo ra thay mặt sàn. Ok chưa? Tháo ra thay mặt sàn. Tháo ra này. Chúng ta thay cái mặt sàn này vào. Thay vào thì nhớ là đúng cái cá này nhá, để nó giữ cho không được xoay cái mặt sàn đi. Đây bây giờ đang trơn ở đây. Lắp vào chuẩn. Lắp đúng cá của nó thì nó mới hoạt động được. Tay đang trơn nhưng khó lắp. Khá là khó lắp, tay đang trơn. Đấy, vảy xương này. Không có cái mặt sàng to này thì nó sẽ rất là khó để có thể thoát được hết ra tất cả các thứ. Rồi, vào rồi. Chúng ta vặn vào, vặn tới tầm thôi nhá, chứ không phải vặn cố, vặn chặt đâu. Vặn tới tầm đủ thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục này. Cái đoạn này thì thôi bốc đổ vào nhanh này. Bật máy. Chúng ta đã xay xong với đống đầu cá, xương cá, các thứ thập cẩm linh tinh. Đấy, như thế này chúng ta có thể là nấu nướng các thứ cho vịt, cho ngan rồi anh em nhé. Như thế này là khá ok rồi. Còn trường hợp mà anh em muốn nhỏ hơn thì cố gắng xay thêm với các cái mặt sàng nhỏ hơn nữa. Thì cụ thể là có những cái mặt sàng nhỏ hơn anh em phải đặt, thì bên mình sẽ làm gia công cho mọi người và bán cho mọi người. Ngoài cái 8 ly trong máy ra là đều phải gia công và đặt hàng nhé. Mặc định là như vậy. Thì anh chị em tham khảo các cái dòng máy này tại website của mình là máythựcphẩmhoangquân.com, hoặc gọi theo số hotline để được tư vấn 0941111699, 0973684391. Clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.